Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 1 năm 2021. Tôi mới khai thác được một rổ ki nó mọc ở trên thân. Thì tôi bóc ra thôi, tách ra thôi, dùng dao dọc giấy và tách ra thôi. Rất là đơn giản. Thì bây giờ tôi đã tách được một rổ như vậy rồi. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn về cái kỹ thuật mà tôi trồng và chăm sóc cái cây này. Khi mà nó thuần thì tôi sẽ đăng clip để mời quý vị cùng tham khảo. Chỗ này cũng khá nhiều các bạn ạ. Thực tế mà nói thì những cái ki này ấy, cũng chưa đến lúc phải cắt đâu. Này là tôi xé trực tiếp từ trên giả hành xuống. Rễ còn ít quá. Bây giờ nếu mà mình trồng bằng cái giá thể khô, ráo thì cái này có thể là nó suy kiệt mất sức luôn đấy. Cho nên là bây giờ tôi phải nghĩ. Đây này các bạn này, cái này nó to như này nhưng mà nó không có rễ thì khả năng nó sẽ bị thắt ngọn rất là sớm luôn đó. Thì bây giờ tôi làm cái clip này chủ yếu là để chia sẻ đến các bạn. Là nếu giả sử trường hợp các bạn có những cái ki ít rễ như này thì trồng kiểu gì. Chứ thực tế mà nói nếu không làm clip này tôi sẽ không tách những cái ki này ra. Tại vì ki này là chưa đến tuổi tách. Một cái ki mà tách được ấy, đạt ấy, ít nhất rễ nó phải như này. Hoặc là rễ phải như này thì tách nó mới đạt. Nhưng mà vì là làm cái clip này cho nên là tôi tách ra để tôi chia sẻ để thử nghiệm thì mình mới có kinh nghiệm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta cùng nhau giao lưu, cùng nhau tham khảo. Tại vì thực sự với các bạn là nếu mà vườn các bạn ít lan thì có nhiều khi không dám làm đâu. Dám nghĩ nhưng lại không dám làm đâu. Như ki này còn chưa có rễ luôn này. Đó, còn vườn nhà tôi bây giờ thì nó cũng hơi nhiều rồi. Nói chung là nó cũng nhiều lắm. Thành ra là mình cứ thử các kiểu con đà điểu đi để mọi người cùng tham khảo. Đó. Chứ không phải là mình bị điên hay bị rồ hay bị khùng mà mình lách nó sớm như vậy đâu các bạn nhé. Mình phải thực nghiệm thì mình mới biết được. Thì cây nó suy hay là cây nó đạt thì tôi sẽ đều chia sẻ với các bạn để chúng ta cùng rút kinh nghiệm. Còn ví dụ như mình võ đoán, có nghĩa là mình cứ ngồi mình đoán mò là cái cây này nó sẽ không lên được, nó sẽ suy hay là nó sẽ quéo đi, hoặc là nó chết. Thì cái đấy hoàn toàn là võ đoán. Mình phải thực nghiệm, mình phải thử, mình phải làm thật thì mình mới có kinh nghiệm và mình mới chắc chắn là cái suy luận của mình nó đúng hay là nó sai được. Cho nên trước mắt là bây giờ mình chưa có suy đoán gì cả, cứ thử đã. Rồi thời gian nữa thì mời quý vị cùng theo dõi. Bây giờ tôi đang trồng cái lô giả hạc mà hồi chiều tôi đã cắt xuống các bạn ạ. Tôi trồng gần hết rồi, tôi còn để lại 3 cây để làm mẫu. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo. Cây thứ nhất là không có một cái rễ nào cả. Cái thứ hai là rễ dài, cái thứ ba là rễ nhỏ ít ít thôi. Thì như quý vị thấy ấy, là tất cả những chậu này thì mấy cái cây đằng đầu này thì nó có nhiều rễ này. Còn như những cây ở đằng này thì hầu như là không có rễ. Đấy. Không có rễ luôn các bạn nhé. Vậy đó các bạn. Đây này. Không có một cái rễ nào luôn. Tôi chỉ cắm vào đây thôi. Thì ở đây là tôi dùng cái chậu phi 12. Ít lỗ. Nói chung mấy cái chậu này thì tôi tận dụng thôi. Từ đầu năm đến giờ trồng nhiều quá rồi hết sạch chậu luôn các bạn. Còn lại có mấy chục cái chậu mà mình nhổ những cái cây cũ ra. Thì bây giờ là ở bên dưới đáy chậu tôi cho một cái lớp vỏ thông. Cái vỏ thông này là vỏ thông New Zeta Plus. Cái hãng New Zeta bây giờ họ có 5 sản phẩm vỏ thông. là New Zeta 1, New Zeta 1L, New Zeta 2 và New Zeta 3. Thì cái bao này là New Zeta 1L, là kích cỡ 9-12mm, là cái loại này đây ạ. Và một loại nữa là New Zeta đây, New Zeta Plus A, thì nó là một cái loại vỏ thông rất là cao cấp, vỏ thông cao cấp lắm các bạn, họ xử lý rất là kỹ rồi đây này. Đó, cái vỏ thông này là người ta đã xử lý nhiệt rất là sạch sẽ và viên rất đều, rất nhỏ. Còn ở đây là cái vỏ thông New Zeta 3, New Zeta 3 là 18-30mm, thì tôi dùng gần hết một bao rồi đây. Cái cỡ nó bự hơn, nó cỡ này này các bạn này. Nói chung là họ làm rất là cẩn thận và rất là sạch, và cơ bản là rẻ, rẻ lắm luôn đó. Tôi mỗi lần tôi lấy vỏ thông ở đây tôi lấy một xe tải luôn. Hôm vừa rồi tôi lại lấy thêm một cái xe bán tải nữa. Đấy, thì ở đây là sơ dừa. Đây là sơ dừa xay, sơ dừa này là sơ dừa của miền Tây, là sơ dừa nước ngọt đấy các bạn. Đó, thì đầu tiên mình sẽ trồng cái cây nó có nhiều rễ trước. Mình cho một lớp sơ dừa lót ở dưới. Sau đó là đặt cái cây lan lên. Rất đơn giản. Và cho giá thể vào. Về cơ bản thì mình lấp gốc nên như này cũng không sao đâu các bạn, miễn là nó sạch là được. Ngày xưa mình xử lý giá thể và mình xử lý cái giàn không tốt thì mình không nên lấp. Tuy nhiên là nếu mà bạn trồng đúng cách ý, thì vẫn là để hở một chút cái gốc lên như này. Đó, trồng sâu như vậy đấy các bạn. Để mấy hôm nữa vỏ thông nó, cái sơ dừa nó xẹp xuống, mình sẽ bón cái viên Ben 01 lên trên bề mặt. Sẽ bón sau. Bây giờ thì chưa bón vội các bạn ạ. Rồi, cái chậu thứ hai. Chúng ta lại tiếp tục cho sơ dừa vào đây. Nói chung là chỉ cho khoảng tầm 70% sơ dừa vào trong chậu thôi. Đấy, từ đây trở lên vẫn còn khoảng 3cm nữa. Để dành chỗ mà mình để cái Ben 01 hoặc là để phân. Rồi xong. Đơn giản không các bạn? Một chậu nữa. Một chậu cuối này cũng vậy. Vỏ thông thì các bạn cẩn thận thì các bạn nên ngâm nước. Các bạn ngâm nước cho kỹ nhé. Ngâm nước cho sạch sẽ một chút. Rửa sạch đi rồi dùng. Còn tôi ở đây là vỏ thông, là sơ dừa này thì vỏ thông này thì tôi hôm nay tôi hơi lười chút. Còn sơ dừa thì các bạn cũng có thể ngâm rồi rửa nước lã, hoặc là các bạn mua cái chỗ mà người ta đã xử lý sẵn rồi đó, thì nó sẽ yên tâm hơn. Ở đây ấy, là tôi lấp cái gốc khoảng tầm nửa cm. Rất là bất đắc dĩ đấy các bạn, vì là nó không có rễ. Tôi thấy một số bạn là trồng cái kiểu này này, để lơ lửng này này, cho rễ nó tìm đường nó phi xuống. Thì đấy cũng là một cách. Nhưng mà hôm nay tôi trồng như này, sau đó một thời gian nữa tôi sẽ nhổ lên, tôi chia sẻ với các bạn để các bạn xem rồi so sánh hai cách. Còn nếu mà mình cứ đi theo lối mòn như ngày xưa của những người đi trước thì cũng được, nhưng mà cũng có khi là họ làm không hiệu quả. Thì cứ từ từ rồi chúng ta cùng so sánh. Quý vị và các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021. Ngày hôm nay thì những cái kỳ này đã bám rễ, suýt bị thắt ngọn các bạn ạ. Suýt thắt ngọn luôn. Do là lúc mình trồng nó không có rễ đấy, nó trột đấy các bạn. Sau đó thì tôi bón cái 20-10-10 phân thông minh của Hàn Quốc đó. Là phân tan chậm. Đây, cái viên trắng trắng trong trong và viên hồng đây các bạn này. Thì bây giờ nó lại đua ngọn tiếp. Bộ rễ đã rất là nhiều và khỏe. Đấy, như cái này này, nước nó xối vào đây nó trôi này, rễ này các bạn này. Đấy. Rễ này các bạn. Cực kỳ đẹp luôn. Những cái cây mà lúc đầu mình trồng mà nó không có một cái rễ nào đó, bây giờ đều ra rễ hết rồi. Đó. thì chứng tỏ là cái cách này là một cách rất là hiệu quả để trồng cây. Các bạn có thể áp dụng trong giàn nhà mình. Rất đẹp, không chết cây nào các bạn ạ. Tôi cũng chuẩn bị khai thác thêm một số những cái cây nữa để trồng. Đây các bạn này. Rất là nhiều cây luôn. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Đây có 2 cái cây. Hai, bốn, sáu, bảy cái. Hai, bốn, sáu, bảy, 8 cái. Cây tự nhiên các bạn nhé. Để mà có được những cái cây tự nhiên nhiều và mầm gốc khỏe, đẹp như vậy, thì chỉ cần là 20-10-10 và viên nén dinh dưỡng Ben 01 của Hùng Nguyễn bón vào gốc thôi. Tôi không có phun cái gì đâu các bạn. Đây này. Rất là nhiều ki, mầm rất sung luôn. Chậu nào cũng vậy các bạn ạ, chứ không phải là chỉ một chậu đâu. Đó. Đây, cái viên Ben 01 của Hùng Nguyễn năm ngoái. Bây giờ thì người ta sản xuất cái viên Ben 01 nó lớn rồi, viên bự rồi. Tôi mời các bạn là xem cái viên mới và chia sẻ thêm với các bạn là hôm trước tôi có chia sẻ một cái video clip về cái việc là làm ki, là tạo rễ cho ki. Đây là viên Ben mới này. Viên lớn này các bạn. Đó. Thì ở đây tạo rễ cho ki bằng cái mút ươm ki. Mút ươm ki của Mỹ và mút ươm ki của Hà Lan. Rất đẹp luôn. Thì cái này các bạn có thể xem lại hai cái clip hôm trước mà tôi đã quay. Tôi đã đăng rồi đấy các bạn. Hôm rồi thì có một số bạn hỏi tôi là đã có kết quả thực nghiệm của cái clip đấy chưa? Thì hôm nay nó như vậy rồi. Có những cái kết quả vô cùng là khả quan. Dễ đấy các bạn này. Đó. Dễ này, nhiều lắm. Thì kết quả như vậy là rất tích cực rồi. Các bạn cứ yên tâm mà các bạn áp dụng trong cái giàn lan nhà mình. Không cần phải lo nghĩ gì nữa. Đó, cây rất là khỏe luôn. Không có một cái cây nào bị chết. Cũng không có một cái cây nào không ra rễ cả. Thì tôi làm nó đơn giản như vậy thôi. Các bạn hy vọng rằng các bạn sẽ gạn đục khơi trong được một chút cái kinh nghiệm gì đấy từ tôi để áp dụng trong giàn lan nhà mình. Năm 2021 này thì dự kiến là trong giàn lan của tôi sẽ rất là nhiều cây và sản xuất thêm được rất là nhiều cây. Đấy, như cái này này. Không có bọc cái mút ươm ki nên nó vẫn chưa ra rễ này các bạn. Nếu mình bọc được cái mút ươm ki thì nó sẽ ra rễ nhanh hơn, nhiều hơn. Thì chứng tỏ là có cái mút ươm ki hiệu quả nó sẽ cao hơn. Đây là 4 chậu mà tôi chuẩn bị gửi cho khách đây. Cái này là cây nù tam bố. Hôm vừa rồi thì tôi mới bón thêm cái 20-10-10 vào tất cả những cái lô này. Cái lô nù tam bố này thì tôi trồng và tôi cũng đã quay một cái clip trồng lại nù tam bố và đã đăng rồi đấy các bạn. Đấy. Cây rất lực luôn. Cái này tôi để cho nó mọc tự nhiên, bò tự nhiên, không có trống lên. Còn bên này là lô Vân Châu. Tôi cũng mới bón thêm 20-10-10. Cái này thì tôi sẽ không có thay chậu, tôi để ở cái cốc nhỏ nhỏ này thôi. Đây là cây Vân Châu này các bạn, cũng rất nhiều mặt hoa luôn á. Thì tùy hên xui à. Nếu mà mình may mắn thì mình sẽ có được mặt hoa đẹp thôi. Năm nay có lẽ sẽ là một năm được mùa nữa các bạn ạ. Mầm lực quá, rất là đạt. Tôi đưa cái việc trồng lan trở về cái mức đơn giản, càng ngày càng đơn giản, để tiết kiệm thời gian, tiết kiệm phân, tiết kiệm thuốc, đỡ độc hại. Cứ 3 tháng tôi sẽ bỏ 20-10-10 và Ben 01 một lần. Còn hai cái phân này thì tôi mua ở dụng cụ cây cảnh.com các bạn nhé. Các bạn có thể liên hệ với dụng cụ cây cảnh.com để đặt online. Tôi không có bán. Thời gian qua cũng có nhiều người hỏi mua, nhưng mà tôi không chia lại cái phân này đâu ạ. Vì là tôi cũng phải đặt ở Sài Gòn lên thôi. Mỗi lần đặt thì tôi cũng đặt 40 cân 20-10-10 và Ben 01 thì mấy tạ. Từ đầu năm đến giờ thì tôi dùng hết là 3 tạ rồi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip sau.